Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy mới vừa về một số những cái sản phẩm khá là chất lượng các bạn. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các bạn là đây là chiếc xe Fortuner máy dầu, được sản xuất vào năm 2019, gần cuối 2019 nha các bạn. Xe này tuyệt vời, mới đi được 3.000 cây số thôi các bạn. Khá là bất ngờ đối với một chiếc xe Fortuner máy dầu màu trắng ngọc trai, xe đi cực kỳ là ít luôn, siêu lướt các bạn. Phụ kiện thì xe này trang bị full phụ kiện nha, full phụ kiện DVD, ghế da, dán phim cách nhiệt, camera da, DVD, camera hành trình, mọi thứ khá là tuyệt vời với một chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động. Huy sẽ sơ lược chi tiết về tình trạng ngoại thất của chiếc xe này cũng như là nội thất bên trong để các bạn xem nha. Hầu như là nước sơn của chiếc xe này thì còn rin, rin 100% nha các bạn. Xe đi rất là ít, màu trắng ngọc trai. Màu này thì sẽ đắt hơn so với màu bình thường là 8 triệu ha, 8 triệu. Đèn sử dụng đèn bi. Vỏ xe các bạn xem. Còn rất là dài. Đây là một siêu phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, mới vừa về tắt thì luôn. Huy sẽ quay sơ bộ cho các anh chị và các bạn xem nha. Màu sơn thì còn rin, rin 100% luôn các bạn. Xe thì có dán phim cách nhiệt, che mưa. Vỏ này các bạn, 3.000 cây số. Xe thì bên Huy mới vừa lái về. Bên Huy sẽ tiến hành làm Marukuri lại. Xe này thì làm Marukuri chủ yếu là vậy thôi. Chứ còn về chất xe thì còn rất là đẹp rồi. Bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp lại chiếc xe này thôi. Có thể là giao cho các anh chị sớm nhất có thể nha. Phía sau chủ xe gắn ốp ở trên cốp rất là đẹp. À, 2019 số tự động máy dầu, cực kỳ hiếm nha các bạn. Và đặc biệt là đối với chiếc xe lướt như thế này, 3.000 cây số, không khác gì một chiếc xe mới các bạn. Mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Bố sau là bố đĩa này. Xe đã trang bị hầu hết những cái tính năng an toàn của xe, 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ổn định điện thân xe, mọi thứ. Này các bạn xem, nước sơn rin, rất là tuyệt vời, rất là hiếm để có được chiếc xe này. Thì bên Huy cũng may mắn được chủ xe để lại cho bên Huy chiếc xe này. Xe tại mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp. Rồi, sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng ngoại thất của chiếc xe. Thì Huy sẽ mời các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để xem chất lượng của chiếc xe này như thế nào nha các bạn. Đây, mời các bạn xem về nội thất bên trong của xe. Nội thất còn thơm mùi da ghế, rồi những phần tắp bi các bạn. Da ở dưới sàn được bọc da nè, sáng bóng, và những chi tiết này rất là mới các bạn. Ghế thì đã được bọc da rồi, trên trần thì bọc ni lông trần, 3.000 cây số, không khác gì một chiếc xe mới các bạn. Cực kỳ là hiếm có trên thị trường nha. Đây, mình đi hai người thì mình đi mà full tải á, thì mình có thể là gập hai cái ghế này xuống nha. Nếu như mình đi ít thì mình treo lên, sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái vị trí để đồ. Mình sẽ có được một cái khoảng rất là rộng. Tắp bi cửa không chê vào đâu được nha các bạn. Cây số chính xác, chủ xe đi ít, chắc xe thì không khác gì so với một chiếc xe mới, khá là lướt nha các bạn. Đây là những cái vị trí mà chủ xe gắn để tránh việc trầy xước ha, trầy xước cái phần ốp nhựa ở dưới. Đó, lót sàn
Fortuner rộng rãi, ngồi rất là sướng các bạn. Vị trí để chân cũng rất là thoải mái luôn. Trên trần mình ngồi cũng rất là rộng. Ở phía sau thì sử dụng cho ba người nha. Nếu như mà mình đi ít thì mình có thể là gập cái tựa tay này xuống, hai người thì gập tựa tay này xuống rồi mình để ly, ly nước mình sử dụng khá là tiện nghi. Đây mình lên phía trước ha, mình coi sơ. Đây các bạn, đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là phần ghế ha, ghế phía trước. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là mới. Táp lô. Đó, cực kỳ là mới luôn. Thì nội thất còn thơm mùi da ghế, mùi táp bi, mùi của một chiếc xe mới. Chưa hết mùi xe mới luôn các bạn. Thực sự là chiếc xe này không khác gì so với một chiếc xe mới. Nếu như mà ngồi lên thì chúng ta cảm nhận được là mọi chi tiết hầu như là còn mới 100%. Đó. Những cái phần ốp gỗ rất là đẹp. Xe này thì hộp số tự động, có chế độ Eco, chế độ Power. Đó, chế độ Eco Power. Đó, xe thì có hệ thống chống trơn trượt. Đây, đây chi tiết bằng da này các bạn. Đó. Rồi hộp đựng đựng đồ. Rồi ở trên vô lăng thì có cái lẫy ha, lẫy chuyển số trên vô lăng, đồng thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói đầy đủ nha các bạn. Có camera hành trình. Camera hành trình ở phía trước. Rồi thì Huy sẽ cho các bạn coi cây số chuẩn của chiếc xe này nha. Cây số này là bên Huy cam kết là chính xác, xe vẫn còn bảo hành đầy đủ, vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ nha các bạn. Đây cây số đây, 3.413 cây số, 3.413 cây số, cây số chính xác luôn nha các bạn ha. Bên Huy cam kết cây số đúng, đúng theo những gì mà chủ xe đã chạy. Rồi sơ lược về phần nội thất cho các chị và các bạn nắm. Thì Huy sẽ quay thêm cái phần động cơ để cho các anh chị sẽ cảm nhận được về cái độ mới của động cơ cũng như là về chất xe. Không khác gì so với một chiếc xe mới. Các anh chị và các bạn, Huy đảm bảo là khi mà xem xe thì chắc chắn là thích thôi. Xe này thì bên Huy chủ yếu về là Maru, vệ sinh lại. Đó, động cơ này thì đó các bạn thấy không? Ít đi, không khác gì động cơ mới. Bụi hơi bám sơ sơ thôi. Sau khi mà làm Maru tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, vệ sinh lại thì chắc chắn rồi. Đó, các bạn sẽ không phân biệt được đâu là động cơ mới và đâu là động cơ của một chiếc xe qua sử dụng. Cực kỳ lướt luôn các bạn, 3.000 cây số, không thể tin được, rất là hiếm nha các bạn ha, để có được sản phẩm như thế này. Thì xe này đang được bên Huy chào bán với giá 1.030.000.000, 1.030.000.000 nha. Máy dầu, số tự động, màu trắng ngọc trai, xe mới đi được 3.000 cây số, cực kỳ là hiếm. Thì các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nha, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như mà các anh chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh nha. Để khi có xe Huy chuyển lên kênh cho các bạn tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình. Rồi Huy xin chào và hẹn gặp lại ạ.